Nhi ơi, có nhà không Nhi? Gì để bà? Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình đổi view nha, mình đổ bộ qua nhà của Bun Miu ăn. Thì hôm nay mình sẽ ăn gà ủ muối Thảo Mộc. Thì cái gà ủ muối này á, Vin đã ăn một lần ở trong một video rồi. Nhưng mà cái đó là của cái hãng khác, của cái thương hiệu khác. Còn cái thương hiệu hôm nay Vin ăn là của thương hiệu khác, là Bếp Quán nha mọi người. Vin sẽ để mọi thông tin ở dưới phần description box cho mọi người tham khảo nha. Ho đó, hơi ho đó. Té đây. Lấy phải đổ nước chấm cho mình đấy. Đổ ra cái dĩa. Cái nước chấm này là của chung với gà nha mọi người, kèm theo á. Chị tưởng em làm chứ. Có, tại em bữa cái gà kia em mới làm. Thơm quá, thơm quá. Cho tao hộp đó đi. Ngon á. Này mà có số gì ngon vậy ta? Thơm đó. Mở ra thấy thơm rồi nè. Khoảng nhiều ký? Cân thử đi. Đó mà bé, đó có cái bịch đó mày xài. Một con khoảng 1,1 đến 1,3 kg nha mọi sao người. Sao không có được ngang ngược vậy? Xin lỗi đi, rồi tao sai. Con với ba là cỡ 4 người ăn là ok rồi. Ê, nước chấm này ngon ghê ta. Dạ, chưa thử. Cái này mà tôm luộc, bình mực luộc, mực hấp. Hải sản hả? Này, gì vậy? Dám ăn cái đầu không? Không. Không dám ăn. Ừ, tao giờ tao cũng không ăn cái đầu. Với lại cái phao câu. Tới một tuổi mà làm một người đàn ông mà có những đứa con sẽ thích ăn phao câu. Tại sao vậy, tao không biết nữa. Để cho vợ dễ đẻ nó. Vậy lát ra cho bà cái phao câu không? Bà ngoại em thích ăn phao câu lắm á. Ý là anh già là cứ hỏi cái phao câu ở đâu không mà ngoại tới ăn phao câu lắm. Nhiều lâu quá, đồ nó không có bột hả? Khó nhiều quá. Trời ơi. Trời ơi, mọi người nè. Mình phải xé hai cái đùi. Bin. Giang quá. Chăm Giang quá. Trời ơi. Thủ thuật xé gà. Ngon quá. Nó ứa mỡ ra nhìn rất là hấp dẫn á. Ướt luôn cái bao tay màu đen nè. Tôi thơm. Mày né tao vậy, né tài vậy lép. Đi dằn cho tao hết nè. Có chuyện vỗ tay tao. Trời ơi. Lên chuột luôn nè. Mời mọi người ăn chung với tụi mình nha. Chấm với lại cái nước sốt nè. Cái nước sốt này ngon rồi em đó. Ừ. Em hỏi thôi. Nhớ là kèm mua ở trong. Má dài. Dài mà nửa con mà xé không nổi luôn. Ừ, quá dài. Ý là cái này hả, có giá là đúng á. Ừ. Ngon quá. Cái này cái nước sốt nó chua chua ngọt ngọt đó, mọi người chắc hải sản được á. Cái này là phiên bản mới nè. Xuất sắc vậy trời. Miếng thịt hộ khó, đắng chút chứ đi. Cái phần thịt ức nó. Cái thịt thì ngon á. Không mà ngon hơn cái mấy cái loại mà gạo muối mà ở trong siêu thị tiện lợi. Trời ơi, cái đó nó dai mà nó không bè. Ngon lắm nữa, nó hơi máu nha. Nó sẽ rẻ tiền hơn chứ. Đúng rồi, tiền nào của nấy thôi. Đặc trưng của mấy cái đó là nó hơi bị máu. Để cho tôi ăn nha. Mọi người thấy không? Cái da nè. Cái nước chấm này ngon rồi. Tí nữa có làm mực hấp tôm hấp hải sản rồi. Chợ xong mua ai mua chai bia ấy ta. Có quay tím á, hồi nãy mua ấy đó, có gì lấy đá trong tủ lạnh ra đó uống đi. Này mua về nhậu là ok đó mọi người. Ok đó. Bắt mồi đó. Cái này có con nhỏ hơn bự không hay là chỉ có một loại thôi? Tôi nghĩ chắc có. Ừ. Chắc có là 2 kg 3 kg. Em muốn hỏi em chứ, kiểu em mua em nói lấy một con. Em với. Chỗ muối này nó giờ quá trời chỗ bán luôn á. Trong siêu thị tiện lợi còn có mà. Ủa, hồi đợt có nhưng tại vì mới nổi quá cái xong rồi hả, hay có cái vụ mà làm giả đó, ghê quá chứ. Bởi vậy phải lựa chỗ thích mà mua. Chỉ có nhiều người ta mua giả, người ta bị mua chúng hàng giả xong á. Không muốn ăn luôn á. Cái người ta ăn người ta thấy nó không ngon, thấy dở, cái xong người ta thấy mình ăn mà mình khen ngon á, cái người ta kêu mình xạo. Nè cha, taste gây lộn. Dành vậy trời. Biết gì tao mua 2 con. Cái chân bé hết cảm giác rồi. Nó tê chân lắm. Rất mỏi. Cái này khó quá. Thì mình cạp vô luôn đi. Cạp luôn đi, xé làm chi vậy.
Ủa cái gì vậy? Cái gì giảm volume vậy? Cái gì vậy? Sao ngựa vậy? Sao ngựa quá vậy má? Làm này làm kia nè. Mọi người cứ enjoy cái mâm mần gà này nha. Mày làm gì nhìn tao vậy? Nhìn này nhìn kia nè. Mà quảng cáo gà được thì cắn quá chứ cắn luôn. Một con này á, 3 đến 4 người ăn là đủ. Còn muốn mà ăn mà cho nó bành chi luôn á, mà cho nó ngán gà á, thì 2 con. Ê nè, ai mà biết chặt gà chắc đỡ lắm ha. Chặt gà thích xé vậy. Ta thấy gà là xé. Gà là xé mới ngon mà. Muốn chặt không? Muốn chặt không? Muốn chặt ra ngoài hồng phát. Ê, sao gì dính trên môi vậy? Bà ăn mà không cho người ta thấy rồi bà ngồi bị bậy đi. Hình như mày thích ăn cái ớt đúng không? Nãy giờ ăn không được, nó khó. Chứ không phải là ăn được. Cười kìa má, cười mỉm kìa. Né qua camera để cười má. Ngựa cắn nó ướt nước. Con nó cắn kìa. Bà cũng vậy. Mày xích vô đây coi, mày phải cho người ta coi cái mặt của mày cắn cái miếng gà chứ. Kỳ vậy. Trời đây đây vậy. Đâu có ai muốn mình xấu trên YouTube đâu. Có, thiếu gì. Ờ, nhiều lắm đó. Nhiều khi mình làm đẹp mà người ta thấy xấu, mà nhiều khi mình làm xấu thì người ta thấy dễ thương. Thèm trái ớt quá ta, ớt hiểm á. Nhưng mà thèm ớt hả? Ta sai hỏi quá. Nó đợi á. Nó đợi á. Ví dụ như ai mà giảm cân thì ăn cái miếng này là xong rồi, mình kết thúc. Cái này tôi phải rủ chị em bạn gì ăn chung mọi người, chứ mình tôi ăn đâu hết gà. Mà tôi cũng đâu biết nói gì đâu. Hết hồn vậy em. Giàu quá vậy. Quá ngon luôn. Nó bật như là cà phê Việt vậy đó. Còn cái khu cái nhà này quá ồn. À, đó có quảng cáo là phải việc không? Uống như cái nó bực bể tường luôn á. Tôi không thích ăn da lắm nhưng mà cái này ok. Duyệt. Lấy có tìm cái gì không? Tìm một xíu thôi. Cái đẳng hơi sâu. Như xì cái gì qua đây? Vẫn thèm cái ớt hiểm. Thèm không? Thèm không? À. Chấm. Sao nó không nhớ đâu vậy? Hồi nãy á, lúc mà chú bảo vệ đang ghi cái thẻ xe á, nhìn lên cái mái che, cái chòi của chú á, với lại cái mấy cái cây á, tự nhiên khen cử tình dễ thương. Đừng có mất dạy mày. Ê, nói với mày. Mày thích không? Phong cảnh chủ tình giống vậy không? Còn một lọt khen chú sáng tạo. Không. Trời. Nhưng mà thích vậy không? Cầm. Ở đây còn thiếu cà sáng. Hơi nắng nha. Im chưa? Mà, hồi nắng rồi có biết là mới biết là chủ tình. Nhưng mà thấy cái tóc của mày giống cái nón lá rồi, nó không cần nói làm. Hôm nào hết hình ấp á. Vừa đứng canh xe mà vừa đứng xuống hồ bơi selfie luôn. Nè, số bả. Cái phao câu đâu rồi? Nhưng mà hả, phải cắt cục mỡ ra, không biết người ta có cắt cho mình chưa. Mà cái phao câu đâu rồi? Này. Ờ kìa, cứ ăn đi. Ăn trúng cái cục gà đó một lần là không bao giờ ăn, muốn ăn nữa luôn á. Không có cắt cái cục đó ra thì nó sẽ bị hăng, nhiều người ta không ăn được cái mùi đó. Cầm thôi, tao thấy nó giòn lắm mày. Giòn, cái da này nó giòn như con gà luôn mày. Mày cầm thì tao không dám ăn. Má này được. Cái mũi đứng trước mày tính chủ đề đúng không? Tính chủ đề đúng không? Mày làm cái gì rồi? Gì hả bà? Dính hết luôn á bà. Chị ơi. Cái nhà không ơi. Gì vậy bà? Còn dư đường hũ nước chấm nè mọi người, người ta cho nhiều lắm nha. Uống nước cả nhà. Cái này ngon quá. Nè uống nước đi. Wario này cái này ngon lắm nha mọi người. Đút một miếng còn khác quá này đi. Từ từ. Bà đừng có lấy cái tay mở bà choàng cái tay tôi được không má? Không có má. Tụi mình ăn xong rồi mọi người ơi. Một con vậy mà tầm 3-4 người ăn là đủ á. Còn muốn ăn mà cho nó đã thì 2 con. Nhưng mà tôi nghĩ 2 con ăn bị ngán á. Một con thôi rồi mình ăn kèm với mấy món khác nó sẽ ok hơn. Cái nước chấm đây ngon nè mọi người. Còn được cho 2 chấm gì cũng rồi. Ngon luôn á. Ừ. Bên thấy chấm hải sản ok á. Cua tôm mực rồi đó. Ủa là một con là người ta cho 2 chén chấm rồi. Ừ. Thì người ta phải nép của nó gặm hoài vậy? Người ta kết thúc vlog rồi mà giữ người ta kết thúc vlog rồi bả xuống đi má. Tôi mê cái đầu này nè. Tôi mê né đó. Cái chân gà này nãy ta chùi tùm lum ở đây rồi đó. Cái gì? Oh my god no. Quên đi. Chết cái này không. Bèo vậy. Thì cũng ăn rồi. Nó chửi bạn bèo giả tạo kìa.
Hai tụi mình sẽ kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Cảm ơn mọi người đã xem bốn đứa vừa ăn vừa nói chuyện xàm. Một cái vlog không có ý nghĩa gì nhiều ngoài giới thiệu cho mọi người thêm một cái quán gà, quán bán gà ngon. Giờ order thêm con nữa được không? Gì vậy trời? Thèm miếng da, nó nãy giờ chưa ăn được miếng da luôn á. Cái này ăn nhiều nhất luôn. Im im mà ăn nguyên cái mặt nó có miếng da luôn. Giả bộ em lột giùm chị á, xong cái này người ta bán, người ta có bán cái lớp da riêng không? Rồi, xong dành cho mấy cái người ăn kiêng á, người ta mua thịt không? Còn da thì mình tôi nghĩ có. Nếu tao bán tao sẽ vậy. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mà mọi người muốn tụi mình làm thêm về cái gì nữa thì mọi người hãy comment phía dưới nha. Đừng quên connect với tụi mình ở social media nha. Winmill nè. Và thư lép chấm tờ rờ mà tại sao nó đặt nhưng mà nó đặt tên là lép vậy, phải đặt tên là hậu chứ. Quá kìa, quá miếu kìa. Ta làm nha mọi người. Nhưng mà nhưng mà lý do tại sao bị hát rất nghiệp. Rất nghiệp. Ta ba mọi người bây giờ như vậy nha.